Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có công văn về việc thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo phương án chi trả gộp một lần tiền chế độ của cả tháng 1 và tháng 2 năm 2023 vào kỳ chi trả của tháng 1 năm 2023. Theo đó, việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả hai hình thức, nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện. Đối với hình thức chi trả tiền qua tài khoản ATM, ngay sau khi nhận được danh sách và tiền từ bảo hiểm xã hội, bưu điện sẽ chi trả chậm nhất vào ngày hôm sau. Đối với hình thức nhận tiền mặt, thời gian chi trả tại các điểm không thay đổi. Bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi trả gộp lương hưu, trợ cấp phù hợp với các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, các yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn của Tổng công ty. Trước đó, ngày 22 tháng 12 năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã có công văn đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2023 trong cùng một đợt.